Trời ơi, có ai nghĩ đây là cái nhà không? Đây là một tòa lâu đài rồi, nó không phải là một cái nhà nữa. Hello hello các bác, để không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào đến từ ProSa Việt Nam, các bác có thể bấm vào đăng ký và ngay sau đó các bác có thể bấm vào quả chuông, chọn tất cả để nhận được những thông báo về video mới nhất nha. Ok. Xin chào, Mr. Cò đây rồi. Ok, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của công ty ProSa Việt Nam. Trời, hôm nay trời đẹp quá, mùa đông mà nắng lên rực rỡ mát quá. Bây giờ đang là buổi trưa, đầu giờ chiều rồi các bác ạ. Và bây giờ thì em đang chuẩn bị đi đâu các bác cũng biết rồi. Giới thiệu nhiều quá thành ra nó lại đâm ra nhàn. Hôm nay gọi là đi mang niềm vui đến cho một gia đình tại thủ đô. Ở đây là ngày hôm nay em có một đôi loa PS10, kèm nó là một súp LS600. Chúng ta có thể gọi cái hệ thống Nexo này là một hệ thống Nexo quốc dân rồi, quá là quen thuộc rồi. Nên là em cũng không biết là phải giới thiệu gì cho các bác nữa. Bởi vì gần như là những cái dòng sản phẩm này thì chắc là không bác nào mà chơi âm thanh mà không biết nữa. Đó. Đây thì bây giờ thì em với cả anh Cò sẽ sang bên đấy là Linh Đàm anh nhờ. Đó. Chúng ta sẽ đi sang bên Linh Đàm để lát đặt bộ thiết bị này. Trời, ngày hôm nay được mang niềm vui đến cho một nhà như thế này. Hôm nay vào đúng cuối tuần nữa. Và cuối tuần thì các bác có thể biết là chúng ta cũng sẽ có những cái phút giây thư giãn quây quần bên nhau đó. Bởi vì cuối tuần là thường là mọi người sẽ được nghỉ ngơi sau những cái ngày làm việc trong tuần nó căng thẳng. Đây, súp LS600. Này chắc phải hai người bê rồi. Đây. Con này ngày xưa bác súp. Thủ đô chưa anh? Súp này, X5 này. Rồi ok, còn micro thì bên gia chủ đã có sẵn rồi. Đúng rồi. Nên là ngày hôm nay là chúng ta cũng sẽ không có micro ở trong này. Nhưng mà ok, thế là đủ rồi. Giờ thì anh em đóng nắp xe lại và lên đường rồi các bác nhé. Ok, các bác đợi em đến cái địa điểm thật thật nha. Đây là cái nhà không? Đây là một tòa lâu đài rồi, nó không phải là một cái nhà nữa. Trời ơi, chất quá. Đây vẫn đang dọn dẹp nên là chỗ này nó vẫn hơi cửa bộ một tí. Ui trời. Ui hết ý luôn. Hết nước chấm này rồi. Đây chúng ta sẽ lắp đặt cái bộ âm thanh này ở đây. Mặt trước của phòng khách này. Đẹp quá nhờ anh nhờ. Trước trong này nội thất nó làm rất là cầu kỳ. Ok, tour nhà cửa xong rồi. Bây giờ thì em sẽ quay lại nhiệm vụ chính của mình ngày hôm nay. Đấy là review cho các bác về bộ âm thanh Nexo PS10 R2 này. Đây, thì em vừa mới bóc một chiếc PS10 R2 mới ra.
Cái hộp này thì các bác quăng quật này chắc là ném chó thì chó chết thôi, chứ còn loài nó không chết được. Hộp nào bọc kín ở 360 độ như thế này, loài nào nó chết ra nổi. Đây, vẫn đẹp nhỉ anh nhỉ. À, thật thì các bác là cái mẫu thiết kế của cái MR2 này nhìn hoài nó không chán. Mà cái hàng mới thì các bác có thể nhìn thấy là cái độ chất nó còn xuống quá. Rồi anh ạ. Mỗi lần bóc loa ra là em ra em sờ sờ em nắn em vuốt vài cái là nó sướng tay. Và cái công đoạn mà không thể thiếu được khi mà chúng ta treo loa đó là bắt giặt loa vào các bác nhé. Công tất bật quá quá ạ. Mỗi người đang một việc, đội nội thất này, rồi đội bàn ghế này, đội gỗ này, rồi đội vệ sinh, rồi mỗi đội một việc. Âm thanh thì ngày hôm nay chắc là xong rồi đấy. TV em vừa mới được tin là TV cũng đang đến rồi. Không biết là để kệ TV nó ở chỗ nào. Có phải cái này không nhỉ? Nhìn nó tình hình là bên em lắp xong thiết bị rồi, nhưng mà đây chắc là phải đợi thêm cả bên nội thất bàn ghế này họ kê những cái ghế này vào đúng cái vị trí của nó, sau đó chúng ta mới bắt đầu căn chỉnh với cả lên nhạc được. Các bạn thấy là ghế nặng hơn người, to hơn người. Một cái ghế này chắc là nếu mà tính ra một người 80 cân như em ngồi vào chắc là thọt lõm. Em sẽ quay cận cảnh cái tủ máy cho các bác xem nha. Ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng này, Nexo DT41.3 này, controller DT này, vang số vano X5 này, và còn lại cái hệ thống này là không biết là bạn bè ở đâu tặng đấy. Anh chủ anh bảo là anh có sẵn cái bộ này rồi. Ok, lên tí nhạc demo đã các bác ạ. Ra nữa là những cái chiếc ghế này còn phải vào đúng cái vị trí của nó nữa, và sau đó chúng ta có thể căn chỉnh cụ thể hơn để cho nó tối ưu với cái không gian này. Trải qua một quãng thời gian khá là dài, anh em nội thất lẫn là bên vệ sinh rồi, tất cả mọi công đoạn dành cho cái khu vực phòng khách này là đã được ưu tiên làm xong trước các bác nhé. Đấy, nên là bây giờ thì cũng 6:30 rồi, thì bây giờ anh em mới có thể có cái không gian để có thể ngồi căn chỉnh được. Tại vì lúc nãy mọi thứ nó ổn quá, mà em thực sự là không tìm đâu ra được một cái lúc nào để có thể ngồi gọi là chỉnh được. Đây các bác có thể thấy là sau khi hoàn thiện xong thì chúng ta cũng đã có bàn ghế này, chúng ta cũng đã có rèm cửa này. Đấy, chúng ta cũng đã có hệ thống đèn lung linh là đã được chiếu sáng rồi. Rất là đẹp. À, và em vừa mới phát hiện ra một điều, lúc nãy em nhìn vào mấy cái đoạn vàng vàng này em cứ hỏi không hiểu sao nội thất nó là cái gì đây. Hóa ra ở đây nó là điều hòa âm trần các bác ạ. Đây, điều hòa âm trần nó cũng làm cái kiểu như thế này luôn. Thực sự quá là chất. Đây, đèn này đúng kiểu đèn
thiết kế nội thất châu Âu ngày xưa này. Đây, đằng này cũng có cả đồng hồ này. Cái đồng hồ này em nghe nói là đắt lắm đấy các bác ạ. Ngon nghe là trăm củ đấy. Em nghe nói là như vậy đấy, chứ em cũng không biết chính xác là như thế nào, nhưng mà trông cũng phải đắt tiền lắm. Đây còn cái quả này nữa các bác nhá. Cái quả này đúng là nhìn rất là nóng bỏng. cái này như là nó tích hợp luôn cả hệ thống lò sưởi như vậy. Em thấy nó có ghi nhiệt độ ở đây, cũng có cả một cái chỗ để mình tỏa hơi ấm ra. Nó là một cái lò sưởi thời đại 4.0. Nhìn như thật luôn, trông nó rất là thật. Đây, không biết là các bác có muốn ngó qua một chút ở phía bên trong hay không, em cũng vào để em quay thử tí. Lúc này là em xin phép anh chủ rồi. Đây, trong này thì đây là cái hệ thống, bên này là thang máy này, còn bên này là nơi dành cho những người thích giảm cân. Đây, chúng ta có thể đi thang bộ lên. Và ở bên trong này chúng ta sẽ có cái khu vực bếp núc này, rồi ăn uống này, liên hoan tụ tập đấy. Khả năng trong này chắc là phải lắp thêm bộ âm thanh nữa, karaoke trong này luôn. Có cả tivi sẵn rồi các bác nhá, bàn ghế đây, bếp đây, bếp nhìn rất là đẹp. À, nhạc có vẻ là xong rồi, rồi chắc là chúng ta đi ra tầm âm tí các bác nhỉ. Ui chà, mạnh quá. Súp đấy, 600 đánh mạnh thật các bác ạ. Có thể công nhận là con súp này nó ảo dã man, không thể hiểu luôn. Mơ ngỡ dịu nhau lối đi về, ngỡ
sẽ giữ mãi trong lòng. Tôi thương nhưng ngày càng thêm lưu luyến một thôi. Anh là tình thân bồng bên nhau, gương đêm chinh phục tình nồng ấm. Gói chân thật yêu dấu, những lần tình thâu. Tay trong tay nhau, em ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Tê tái luôn, tiếng hồ cổ tê tái luôn. Chưa ăn tối đang đói mà nghe xong no luôn rồi. Phải cố quên người, dù có tên hoa sinh vẫn muốn đời nhớ anh. Chẳng là đứng dưới trời cao, mắt môi thiên thần. Chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Thank you.
từng oán trách em rất nhiều. Sao ngày em bỏ anh trong câu yêu, anh từng nói với em rất nặng lời. Sao ngày ấy để anh mong chơi vơi, giờ lớn hơn anh mới hiểu. Ai cũng muốn cuộc sống còn nhỏ toan, vì lúc nghe anh và ai xoan. Em nào dám gửi phận cho anh chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video tiếp theo. Xin chào.